Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kakowski đang tăng tốc phát triển dự án xe máy điện. Kakowski được biết rằng đang chuẩn bị phát triển một cái dòng xe máy điện trong một cái khoảng thời gian trước đây. Hiện không xác nhận chính thức về cái lịch trình ra mắt cái chiếc xe máy điện mới này. Theo những gì mà chúng tôi được thấy thì hãng Kakowski sắp sửa hoàn thiện và sớm ra mắt cái mẫu xe máy mới này. Cái dòng xe điện hoàn toàn mới cho chúng ta thấy được cái sự kết hợp các chi tiết bên ngoài từ hai cái mẫu xe có sẵn như Z400 và Z810. Mặc dù giống với thiết kế bên ngoài nhưng phần động cơ được thay đổi với cái nguồn pin cùng với một hệ thống điện tử và một hệ thống sạc tích hợp. Ngoài ra họ muốn tạo ra cái sự khác biệt trong cái sự truyền tải điện bằng cách sử dụng dây xích thay vì là dây coro. Cái đặc điểm của nó là đi cùng với hộp số động cơ đốt dòng để người lái có thể cảm nhận được cái cảm giác lái như cái chiếc bốc bài. Dự kiến hộp số này được trang bị khoảng là 4 số. Tất nhiên nó sẽ cùng đi cùng với cả một quý shifter và có lẽ là không có một liên hợp đi cùng. Đối với cái tên của cái chiếc xe máy điện của Kakowski được gọi một cái tên Endeavour. Thông số kỹ thuật ngày ra mắt sẽ được chúng tôi nói nhiều hơn ở những clip tiếp theo, các bạn cứ đón xem nhé. Winner 110 độ cực chất gây tê người của một biker trẻ miền Tây. Honda Winner 110 đang dần phát triển mạnh về doanh số lẫn các loại lúp. Các biker không ngừng tìm cách để nâng cấp cái chiến mã của mình để thể hiện những cái tính riêng cũng như tăng hiệu sức hoạt động của xe. Và dưới đây là một em Winner 110 độ kiển đến từ biker Bạc Liêu đã được trang bị vài món đồ chơi kiển chất mà các chế cùng xem. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoác cho mình bộ áo mang cái màu xe đầy sang trọng, mạnh mẽ. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển được gác lên xe với mục đích làm kiển. Còn xét hiệu năng thì thực tế nó cũng tốt hơn rất nhiều so với cái phần sim. Ở góc này sẽ được cái ta thắng đồ chơi cái mẫu là CRC có cấu tạo là từ nhôm CC. Phía trước mặt nạ được trang bị cái biển số Titan phong cách Indo. Hai cái phía yếm bẩn ở trước được gắn LED chờ sáng LX giúp cải thiện ánh sáng tốt hơn. Cụ thể nó sẽ phát huy cái tác dụng thực thụ ở nơi thiếu sáng. Hệ thống quanh trước được nâng cấp rất là mạnh mẽ với đĩa phay kiểu là Kawa sắc ngàn kết hợp với heo Nissin đồ chơi chính hãng của Lan. Để gắn hoàn chỉnh cái mẫu heo này bắt buộc phải gia công phát nhôm xi chạy từ máy cho chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết đều bắt ốc và cố định bằng ốc rô ti cấu tạo là titanium cứng và siêu nhẹ. Chủ nhân cũng đã trang bị cái thùng giữa CV tích hợp ổ khóa cũng rất là tiện ích bởi nó chứa được rất nhiều đồ cũng tiện ích hơn. Ưu điểm là chống mưa cũng rất tốt và phía dưới thấy được lốc máy được tạo điểm nhấn sang trọng với ốc bằng lửa titan cái mẫu là Saria cực đẹp. Hệ thống giảm sâu từ cái hãng Prattel đi kèm của bình dầu rời. Mẫu buộc này có lò xo và bình dầu ốc ánh cái sắc vàng. Kích thước là ti lớn hơn zin nhưng mang lại cái sự cứng cáp. Thực tế thì mẫu buộc này cho độ nhún nhảy cũng hợp lý trong mọi loại hình, mang lại cái sự êm ái nhất định cho xe. Bên cạnh đó ta còn thấy được cặp zin được thay thế bằng cái gấp nhôm xi, gia công từ máy cho độ chính xác cực cao. Việc chơi gấp nhôm sẽ tăng thêm cái độ kiển cho xe. Do trọng lượng xe cũng nhẹ, thế nhưng khi chạy độ cao là không biết có xảy ra hiện tượng sàn lắc hay không. Bình dầu sau thắng sau thương hiệu của AM đi kèm cái ống dầu trong suốt màu đỏ. Ống sạc Prattel sẽ ra cho thứ âm thanh tê tái điện lực. Cái mẫu nó cũng tự như dành cho phiên bản Sonic. Bản độ đầy hấp dẫn của một biker đến từ cái miền sông nước Bạc Liêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.